Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau du hành ngược thời gian, trở về thời kỳ Tam quốc Triều Tiên, một giai đoạn lịch sử đầy biến động và hào hùng. Tôi thực sự rất tò mò về thời kỳ này, đặc biệt là những câu chuyện về các vị vua, những trận chiến lịch sử và sự hình thành của các vương quốc. Thật may mắn hôm nay chúng ta có sự hiện diện của chuyên gia lịch sử, giáo sư Sử học Lê Văn Minh xin chào Minh. xin chào ngọc mai và quý vị khán giả rất vui được chia sẻ những câu chuyện thú vị về tam quốc triều tiên ngày hôm nay ngọc mai có biết điều gì làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của thời kỳ này không đó chính là những bước ngoặt lịch sử đầy bất ngờ những cuộc chiến long trời lở đất và những câu chuyện về lòng dũng cảm trí tuệ của con người nghe anh nói tôi càng thêm háo hức tôi cứ tưởng thời tam quốc chỉ có ở trung quốc thôi chứ thật sao Đúng vậy, Ngọc Mai. Tam quốc Triều Tiên là một giai đoạn lịch sử quan trọng của bán đảo Triều Tiên, với ba vương quốc, Goguryeo, Baekje và Silla. Mỗi vương quốc đều có những nét đặc sắc riêng, tạo nên một bức tranh lịch sử đa dạng và phong phú. Tôi còn nhớ, hồi tôi còn là sinh viên, tôi đã bị cuốn hút bởi câu chuyện về vị vua Wang Dai Wang của Goguryeo, người đã có công mở mang bờ cõi lên phía Bắc. Quang khai thổ đại vương sao? tên nghe thật oai phong lẫm liệt. Tôi thấy cái tên này quen quen. Hình như có một bộ phim Hàn Quốc cũng nói về vị vua này, phải không ạ? Chính xác. Quang Gito Đề là một nhân vật lịch sử nổi tiếng và sự nghiệp của ông được ghi lại trên bia đá hiện vẫn còn lưu giữ đến ngày nay. Bia đá này không chỉ là một di tích lịch sử quan trọng, mà còn là bằng chứng cho thấy tầm vóc và uy quyền của Goguryeo thời bấy giờ. Nói đến Goguryeo, Vương quốc này nổi tiếng với hệ thống chính trị quy củ, với tầng lớp quý tộc nắm giữ quyền lực tối cao. Vậy con Bách thì sao? Thế kia gì? Bách Tre lại là một câu chuyện khác. Vương quốc này nằm ở phía tây nam bán đảo Triều Tiên, có vị trí địa lý thuận lợi cho việc giao thương với Trung Quốc. Vì vậy, Bách Tre đã tiếp nhận nhiều ảnh hưởng văn hóa từ Trung Quốc và phát triển mạnh mẽ về nông nghiệp và văn hóa đồ sắt. Một câu chuyện thú vị về Bách Tre là việc rời đô nhiều lần. Mỗi lần rời đô đều đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của vương quốc này. Rời đô nhiều lần, điều này thú vị quá. Vậy chắc hẳn việc rời đô cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của Baekje. Đúng vậy. Ví dụ như việc rời đô về Ungjin đã giúp Baekje khôi phục và phát triển sau khi bị Goguryeo tấn công. Sau đó, việc rời đô về sabi Song lại giúp Baekje củng cố vương quyền và phát triển kinh tế. Còn Sheila. Vương quốc thứ ba trong thời Tam quốc Triều Tiên thì sao thưa giáo sư? Silla là vương quốc ra đời muộn nhất trong ba vương quốc nhưng lại phát triển rất nhanh chóng. Silla đã khéo léo tiếp thu những thành tựu văn hóa và chính trị từ nhà Đường và xây dựng được một nhà nước trung ương tập quyền mạnh mẽ. Silla cũng là vương quốc cuối cùng thống nhất ba vương quốc, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử bán đảo Triều Tiên. Thật bất ngờ. Vậy quá trình thống nhất đó diễn ra như thế nào, thưa giáo sư? Quá trình thống nhất của Sheila gắn liền với những cuộc chiến tranh liên miên, đặc biệt là cuộc chiến với nhà đường. Sheila đã liên minh với nhà đường để đánh bại Baekje và Gogriel, nhưng sau đó lại phải chống lại chính nhà đường để bảo vệ độc lập. Trận chiến ở thành Maiso là một chiến thắng vang dội của Sheila, đánh dấu sự kết thúc của ách đô hộ nhà đường và mở ra thời kỳ Sheila thống nhất. Wow, thật là một câu chuyện ly kỳ. Vậy sau khi thống nhất, Sheila đã phát triển như thế nào, thưa giáo sư? Và số phận của Goguryeo và Baekje ra sao sau khi bị diệt vong? Sau khi thống nhất, Sheila đã trải qua một thời kỳ phát triển rực rỡ với những thành tựu đáng kể về chính trị, kinh tế, văn hóa. Tuy nhiên, đến cuối thời kỳ Sheila thống nhất, xã hội bắt đầu suy yếu do sự phân hóa giàu nghèo và những cuộc nổi dậy của nông dân. Chính trong thời kỳ hỗn loạn này, Hầu Tam Quốc đã hình thành. Còn về số phận của Goguryeo và Baekje, tàn quân của hai vương quốc này đã tập hợp lại và thành lập nên các vương quốc mới, tạo nên một cục diện chính trị mới trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn về điều này trong phần tiếp theo của chương trình. Thật tiếc là thời gian của chương trình hôm nay đã hết. Cảm ơn giáo sư Minh đã chia sẻ những câu chuyện thú vị về thời kỳ Tam Quốc Triều Tiên. Tôi thực sự rất ấn tượng với những biến động lịch sử và những bài học quý giá từ thời kỳ này. Quý vị khán giả thân mến, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo của Khám phá lịch sử, nơi chúng ta sẽ tiếp tục khám phá về thời kỳ hậu Tam Quốc và sự hình thành của Vương quốc Goryeo. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn Ngọc Mai và quý vị khán giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.